Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng các bạn cùng xác định số cặp cực từ của trên con động cơ BNLC nhé, cơ ba pha của chổi than. Thì khi ba bạn quay như này thì nó cứ có độ cực thì nó vẫn chưa chính xác được với cái số cặp cực từ đâu. Thì các bạn phải dùng cái phương pháp mình sẽ nói sau đây để xác định đúng được cái số cặp cực từ của động cơ này là đang là bao nhiêu cặp 500, để mình cài đặt trên các cái xe thông minh để có một cái thông số điều chỉnh chuẩn nhất để động cơ chạy được mượt nhất và ổn định nhất. Khi các bạn quay như này thì nó chỉ cực tương đương với cả là số rãnh của trong starter thôi, còn số cộng từ nó chưa xác đâu. Thì các bạn muốn xác định được chính xác thì các bạn cho mình một cái pin như này, pin này để đáp 1.5V nhé. Đấy, còn có các bạn sẽ đầu tiên bạn sẽ chặn dây đây là đèn ba dây pha vàng xanh và lam, thì mình đối với IC đèn chưa tự tháo ra đâu. Các bạn sẽ để cho mình cái phần này nó sẽ ở đây sẽ hướng về cái đúng đoạn check gần 12 giờ nhé. Mỗi lần mình chạm vào cấp điện bằng cửa pha từ những sản lập dòng xung của cái con động cơ này thì nó sẽ quét một góc. Thì khi mình quét đủ từ cái điểm mình bắt đầu tính từ điểm này đến quét một vòng tròn điểm này là bao nhiêu cái xung quét này tương đương với cả là số 500. Mình sẽ tính ra được số cặp từ nhé. Mình sẽ đánh dương này, thì đầu tiên là vàng trước, vàng và xanh lá cây đó, căn góc này. Sau tiếp theo là xanh lá cây, xanh lam, tiếp tục quét một góc là xanh lam đến vàng, đó là chạm dương của vàng và xanh lá cây. Rồi, dương của xanh lá cây với cả màu xanh lam, dương màu xanh lam, xanh vàng, đấy, cứ thế một vòng rồi. Thì cấp cứ cấp cho mình bằng như thế nhé. Đến khi mà cái điểm mình đánh dấu đây, quay một vòng đây là bao nhiêu vòng quét thì mình sẽ tới một cái điểm một vị trí ban đầu, thì tương ứng là số 500 của nó, thì từ ra cái cộng chia đôi ra thì sẽ ra số cặp cực từ 500 của nó. Thì cái phương pháp đấy là xác định cách chính xác nhất, còn các bạn vần tay này thì nó có độ khớp nhưng mà nó chưa chính xác đâu, khớp nhẹ nhẹ đó. Thì để các bạn có một cái thông số cặp cực 500 chuẩn nhất thì các bạn cài trên IC. Cách chỉnh góc pha thủ công đối với loại các IC cầu này, các bạn lắp sẽ điện đa phần IC nhôm đa năng không có tính năng chỉnh góc pha. Thì đối với con động cơ này thì nó có thiết kế các mặt hàng ở đây, tầng 3 hàng của 3 pha ABC, thì mình có thể điều chỉnh được tương với góc pha của động cơ. Mình có thể nhít nhít từng tí một để căng keo nghe nó làm sao khi cơ chạy êm nhất là mượt nhất, thì khi đó góc pha của nó chuẩn nhất. Thì nhất chỉnh các bạn đánh dấu một cái mức đây, sau này các bạn hãy lắc cái mâm mắt hàn này đấy, nhít về đằng này một tí, nhít một tí đấy. Khi mà các bạn chỉnh thì đúng như có cái máy đồng hình sóng chạy, mình chỉnh góc pha thì đúng là nó sẽ rất là kêu và động cơ chuyển sang sóng vuông, chạy sẽ rất là nóng, xe cũng sẽ nóng nữa. Thì mình sẽ chỉnh nhít nhít một từng tí một đấy. Mình sẽ chỉnh về những cái điểm ăn làm sao chỉnh khi động cơ chạy mà nó mượt nhất. Khi mà động cơ được chỉnh với cái góc pha của nó là đúng nhất thì các bạn thấy trên đồng hồ hình sóng mình sẽ động cơ chạy với sóng hình sin gần như là hình sin chuẩn, động cơ chạy rất mát và ăn dòng rất thấp, IC cũng sẽ mát, không nóng động cơ và không nóng IC. Các bạn quan sát trên điện thoại đấy thì dòng pha động cơ đang là 3A, tốc độ đang là 1483 vòng trên phút. Sẽ rất là mượt, rất là êm. Đây là cách chỉnh pha thủ công đối với dành cho những loại động cơ mà có thiết kế cái giá để đỡ bắt than để mình còn xây dịch được thì các bạn có điều chỉnh nhé. Còn với động cơ cầu vi sai không thiết kế giá đỡ bắt than này thì các bạn không xây dịch được. Okay. Các bạn có một phần điều chỉnh trên IC thông minh.